Thưa quý vị và các bạn, mới đây truyền thông và nhiều tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt lan truyền thông tin rằng trên trang web của hãng H&M, nhà bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện của Thụy Điển, xuất hiện một bản đồ có vấn đề và Trung Quốc đã yêu cầu chỉnh sửa. Các thông báo của Trung Quốc không nêu cụ thể những thay đổi, nhưng theo AP, Trung Quốc đã yêu cầu các nhãn hàng phải hiển thị trên bản đồ các khu vực mà nước này tuyên bố thuộc chủ quyền, trong đó có đường lưỡi bò phi pháp mà nước này công bố ở Biển Đông. Trên mạng xã hội, người dùng cho rằng H&M đã sửa đổi bản đồ Trung Quốc từ không có đường lưỡi bò sang có hiển thị đường lưỡi bò phi pháp. Tuy nhiên, các bản đồ được chia sẻ trên mạng đều không chỉ rõ đâu là nội dung gốc có vấn đề mà Trung Quốc cảnh báo với phía H&M, cũng như bản đồ đã chỉnh sửa. Theo hãng tin Reuters và báo Wall Street Journal, H&M vẫn chưa bình luận về vấn đề này. Hãng tin Bloomberg đánh giá các công ty nước ngoài thường xuyên gặp rắc rối với Trung Quốc vì các vấn đề chính trị. Tuần trước, thì dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay H&M vì một thông báo không rõ ràng, không ngày tháng trên trang web của công ty này với nội dung họ sẽ không dùng bông từ Tân Cương. Sau quyết định chỉnh sửa và đăng tải lại hình ảnh bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò phi pháp của nhãn hàng H&M tại Trung Quốc, thương hiệu thời trang này tiếp tục phải đối diện với làn sóng phẫn nộ và tẩy chay của dư luận Việt Nam cho hành động không thể chấp nhận này. Đây là một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng mà H&M sẽ phải đối mặt tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, hashtag H&M Get Out of Vietnam, H&M Cút Khỏi Việt Nam đã được hàng nghìn cư dân mạng chia sẻ. Mọi bài viết đều thể hiện thái độ phẫn nộ trước hành động sửa đổi bản đồ Trung Quốc, kèm với hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp của H&M tại thị trường này. Một số ngôi sao, người nổi tiếng từng hợp tác với thương hiệu thời trang này cũng công khai chỉ trích và kêu gọi H&M rời khỏi Việt Nam sau hành động không thể chấp nhận. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đã từng đăng một bài viết về bạn lên trang cá nhân. Việc đầu tiên của tôi là xóa bạn khỏi dòng thời gian của tôi. Việc tiếp theo, mời bạn hãy biến khỏi đất nước của chúng tôi. Trang fanpage chính thức của H&M cũng đối mặt với khủng hoảng từ sự phẫn nộ của làn sóng tẩy chay. Lượt tương tác của mỗi bài đăng tăng chóng mặt. Nhưng so với con số vài trăm lượt thích, là hàng chục nghìn lượt phẫn nộ. Quá thất vọng với thương hiệu này. Chúng tôi, những thế hệ marketers thời trang, xin tuyên bố đây sẽ là cuộc khủng hoảng vĩnh viễn của H&M tại Việt Nam và sẽ không có đường hồi phục. Bên cạnh nhấn nút báo cáo trang fanpage của H&M, một loạt các trang fanpage anti-tẩy chay cũng được lập ra, kéo theo đó là trào lưu thanh lý sản phẩm của H&M. Có thể thấy, ngay cả các fan trung thành của hãng thời trang này cũng đang thể hiện thái độ rõ ràng trước vụ việc. Và không chỉ Facebook, hashtag H&M Get Out of Vietnam, tẩy chay H&M, Hoàng Sa Trường Sa thuộc về Việt Nam, được cộng đồng mạng chia sẻ, khẳng định chủ quyền và kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam, H&M phải sửa ngay bản đồ sai nếu muốn kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi không hoan nghênh những kẻ bắt nạt ở đây. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin chính quyền Thượng Hải, Trung Quốc cho biết H&M đồng ý thay đổi một bản đồ online có vấn đề. Cơ quan này khẳng định H&M đã chỉnh sửa ngay lập tức. Hành động được đưa ra giữa bối cảnh H&M và một số thương hiệu thời trang nước ngoài vấp phải làn sóng tẩy chay của thị trường Trung Quốc vì tuyên bố không sử dụng bông Tân Cương. Cuối tháng 3, H&M tuyên bố đang nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin của khách hàng, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh ở Trung Quốc. Nhưng có vẻ như hành động lấy lại niềm tin bất chấp của H&M đã trở thành con dao hai lưỡi, khiến làn sóng tẩy chay này không chỉ còn dừng lại ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, không chỉ có cộng đồng Việt Nam mà người Việt sinh sống làm việc tại nước ngoài luôn có sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện về giáo sư người Việt tại Đại học California Irvine, Nguyễn Đình Phú, nguyên chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ, người từng nhận giải nhất cuộc thi viết Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, với tác phẩm xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về biển đảo Việt Nam. Nhiều năm qua, tại các diễn đàn khoa học quốc tế, giáo sư Nguyễn Đình Phú đã nhiều lần đấu tranh, phản bác những tấm bản đồ có cái gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc được cài cắm tinh vi trong các báo cáo khoa học của nước này. Đây là những hình ảnh đường lưỡi bò phi lý trên bản đồ được giới học giả Trung Quốc cố tình lồng ghép trong những báo cáo khoa học quốc tế vào tháng 6 năm 2017 tại Hoa Kỳ. Ngay sau khi phát hiện được vụ việc này,
giáo sư Nguyễn Đình Phú đã gửi thư phản biện của mình đến với các tạp chí, các trung tâm khoa học của Hoa Kỳ để bác bỏ những hình ảnh sai sự thật đó. Mới đây nhất, khi được mời cộng tác biên tập chuyên môn cho một tạp chí khoa học JSM, giáo sư Nguyễn Đình Phú tiếp tục phát hiện những luận điệu sai trái về chủ quyền Biển Đông được lồng ghép trong các bài viết. Thì thời gian gần đây tôi cũng phát hiện ra được là cái việc mà Trung Quốc lồng ghép những cái bản đồ có đường lưỡi bò nó phi pháp, nó ảnh hưởng tới chủ quyền Việt Nam của chúng ta, và người ta dùng những cái thủ đoạn rất là tinh vi để người ta đưa lên những cái tạp chí khoa học có uy tín hàng đầu trên thế giới. Và nếu mà những người như chúng ta mà không phát hiện ra, đấu tranh kịp thời, thì để một thời gian nữa thì nó rất là phổ biến. Và nó đến một ngày nào đó là cái giới khoa học trên thế giới người ta mặc nhiên là nó tồn tại cái đường lưỡi bò. Cái điều này là vô cùng nguy hiểm. Là một nhà khoa học Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, giáo sư Nguyễn Đình Phú coi đây là trách nhiệm để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Anh đã nghiên cứu các thông tin, đồng thời trao đổi cùng các luật sư ở Mỹ dùng những lý lẽ và dẫn chứng luật pháp quốc tế thuyết phục các trung tâm khoa học. Bước đầu, anh đã nhận được những phản hồi tích cực từ các cơ quan đại diện, quyết định dừng các bài báo có bản đồ sai trái về Biển Đông. Kết quả này đã có những lan tỏa nhất định trong giới khoa học, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cái cách mà bày tỏ quan điểm của anh Phú cũng là một những cái cách nó để mình bảo vệ cái nhà chủ quyền biển đảo hơn của đất nước mình. Và mỗi người có một cách khác nhau, không cần phải là to tát gì để làm, mình chỉ cần những hành động nhỏ chia sẻ về cái chính kiến của mình về cái biển đảo. Được làm việc trong môi trường khoa học quốc tế, lại có sẵn tinh thần phản biện khoa học, giáo sư Nguyễn Đình Phú hy vọng giới trí thức và cộng đồng người Việt sẽ cùng lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để nhận được nhiều hơn sự đồng hành của quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Thưa quý vị và các bạn, việc Trung Quốc đơn phương công bố đường lưỡi bò nuốt gần trọn Biển Đông đã bị cộng đồng quốc tế nhiều lần lên án nhiều năm qua. Qua vụ việc nhãn hàng H&M tại Trung Quốc chỉnh sửa, đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp, ảnh hưởng đến chủ quyền của Việt Nam, cho thấy thủ đoạn cai cắm bản đồ đường lưỡi bò phi pháp vẫn được Trung Quốc ngang ngược thực hiện. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể phát hiện, đấu tranh với những thủ đoạn tinh vi liên quan đến đường lưỡi bò phi pháp này? Chúng tôi đã có kết nối với giáo sư Nguyễn Đình Phú thuộc Trường Đại học Khoa học UC Irvine, Mỹ về vấn đề này. Vâng, xin mời kết nối ạ. Xin chào MC Thái Anh và khán giả VTC. Vâng, xin chào giáo sư Nguyễn Đình Phú. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa giáo sư, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy giới học giả Trung Quốc đã lồng ghép rất nhiều về vấn đề Biển Đông trong các bài báo khoa học, đặc biệt là đăng tải hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp của quốc gia này. Ông có chia sẻ gì về những thủ đoạn tinh vi mà Trung Quốc dùng để cai cắm đường lưỡi bò phi pháp lên bản đồ? Với góc độ là một học giả người Việt tại Mỹ, tôi cùng những đồng nghiệp của tôi, các học giả người Việt tại Mỹ cũng như các nơi trên thế giới, thì trong thời gian qua đã phát hiện rất là nhiều thủ đoạn rất là tinh vi của chính quyền Trung Quốc cố tình cai cắm đường lưỡi bò phi pháp trong các ấn phẩm, trong các tài liệu khoa học một cách phi pháp và tinh vi. Thì họ cũng đã từng gửi rất là nhiều học giả với danh nghĩa là đi ra nước ngoài để thuyết giảng, nhưng mà thực sự là người ta cũng cố tình phổ biến cái đường lưỡi bò. Các học giả của Trung Quốc với sức ép của chính phủ Trung Quốc, người ta đã lồng ghép đường lưỡi bò một cách tinh vi. Và nếu mà như chúng ta mà không có một kiến thức mà không để ý thì sẽ rất là khó phát hiện ra. Thì tôi cùng các học giả người Việt ở nước ngoài cũng đã có rất là nhiều những hoạt động để mà phát hiện và phản ánh rất là kịp thời cái lợi ích kinh tế của những cái tập đoàn xuất bản nó quá lớn gắn với Trung Quốc, cho nên rất là khó để mà họ từ bỏ. Nhưng mà tôi cũng không từ bỏ cái việc đấu tranh của tôi. Mới đây, sự việc H&M tại Trung Quốc lại tiếp tục dấy lên một hồi chuông cảnh báo về những hành động ngang ngược trái với luật pháp quốc tế của Bắc Kinh. Ông có nhận định gì về vấn đề này ạ? Theo dõi, nghiên cứu rất là nhiều
về vấn đề Trung Quốc phổ biến đường lưỡi bò trong nhiều năm qua. Tôi cũng không có cái gì lạ trong cái việc mà chính phủ Trung Quốc đã không từ bỏ một thủ đoạn nào để mà phổ biến đường lưỡi bò. Thì cái việc mà các cái công ty đa quốc gia làm ăn với Trung Quốc, đến một ngày nào đó người ta Trung Quốc nó gây sức ép vì lợi ích kinh tế, người ta cũng sẽ phải bắt buộc phải khuất phục bởi cái lợi ích kinh tế do chính phủ Trung Quốc người ta đàn áp, người ta cố tình gây sức ép. Thì đây là một cái việc làm mà vô cùng nguy hiểm, vô cùng nham hiểm của chính phủ Trung Quốc, và chúng ta đang thấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nó là một cái chuỗi các cái hành động mà của chính phủ Trung Quốc đối với các cái tập đoàn quốc tế. Vâng, vậy thưa giáo sư, yêu sách đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra đã bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ vào năm 2016. Vậy nhưng không chỉ có H&M mà khi vào trang web bản tiếng Trung của nhiều thương hiệu lớn tại Trung Quốc như Chanel, Louis Vuitton, Gucci hay Zara, người xem có thể thấy rõ hình ảnh đường lưỡi bò chiếm gần hết Biển Đông và xâm phạm nghiêm trọng đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Theo ông, đây có phải là một sự nhầm lẫn hay không? Tôi xin khẳng định là cái này là cái lợi ích kinh tế. Đối với các tập đoàn đa quốc gia làm ăn ở Trung Quốc, cái lợi ích nó quá lớn. Người ta có nhà máy, người ta có xí nghiệp sản xuất ở Trung Quốc và người ta có một cái thị trường là đứng hàng đầu, hàng thứ hai thế giới. Cho nên khó nói mà người ta từ bỏ. Và Trung Quốc đã rất là dã tâm để dùng cái lợi ích kinh tế đó và để bắt người ta làm những cái hành động mà phi pháp. Nếu mà chúng ta, cái thế giới mà phương Tây đó, nếu mà người ta không có liên kết lại, ví dụ như là Ủy ban châu Âu hoặc là chính phủ Mỹ mà có cái tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ các tập đoàn, thì tôi không tin là các tập đoàn có thể nào mà thương thảo với lại Trung Quốc để việc bỏ cái đường lưỡi bò trong các cái ấn phẩm hay là các cái website của họ. Vâng, những ngày qua trên mạng xã hội, cộng đồng Việt Nam kêu gọi tẩy chay nhãn hàng H&M. Theo ông thì đây có phải là một cách làm tốt hay không? Theo tôi nghĩ tốt hay không thì cũng tùy vô cái góc nhìn của mỗi người. Nhưng mà đối với mỗi người Việt Nam, cái toàn vẹn lãnh thổ, cái chủ quyền Tổ quốc là cái điều thiêng liêng. Thì khi bất cứ người Việt Nam nào thấy mà nó đe dọa đến cái chủ quyền của Trung Quốc, của Việt Nam, Trung Quốc, cái vấn đề mà đường lưỡi bò của Trung Quốc nó đe dọa đến chủ quyền của Việt Nam, thì người ta cũng có cái tình cảm, người ta cũng sẽ có cái sự gọi là thể hiện cái sự phẫn nộ. Thì cái đó là cái điều rất là tự nhiên với mỗi con người thôi. Còn tốt hay không thì nó cũng, mình cũng chờ coi kết quả như thế nào. Và đặc biệt là ở cái góc độ mà như tẩy chay hàng hóa cũng là một cái điều tôi nghĩ là nó cũng đúng như tâm lý của con người thôi. Và cái này là, và tôi cũng mong đợi hơn là ở cái sự lên tiếng mạnh mẽ của các cái cơ quan như Bộ Ngoại giao, cũng như là người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cũng như là các cái cơ quan mà truyền thông chính thống của Việt Nam, để chúng ta thấy được cái, có nghĩa là cả chẳng những nhân dân Việt Nam mà nhà nước Việt Nam cũng là cương quyết đấu tranh. Chúng tôi xin cảm ơn những chia sẻ từ giáo sư Nguyễn Đình Phú. Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Không chỉ leo thang căng thẳng về trên Biển Đông bằng các biện pháp quân sự và hành chính, trong nhiều năm qua thì Trung Quốc đẩy mạnh âm mưu độc chiếm Biển Đông qua việc gai cắm hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Những chi tiết khẳng định chủ quyền sai lệch được Bắc Kinh đẩy mạnh đưa vào phim ảnh, tranh vẽ, ấn phẩm, thậm chí là đồ chơi trẻ em, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Thủ đoạn cài cắm bản đồ đường lưỡi bò phi pháp vẫn được Trung Quốc ngang nhiên thực hiện. Để phục vụ cho nỗ lực tuyên truyền trên, Trung Quốc đã tung tiền đầu tư vào các hãng phim ở Hollywood, Mỹ, rồi lồng ghép nội dung sai trái vào phim ảnh. Điển hình như phim Everest, Người Tuyết Bé Nhỏ, có lồng ghép bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, là một sản phẩm do công ty Peer của Trung Quốc hợp tác sản xuất cùng DreamWorks của Hollywood. Vào tháng 8 năm 2020, bản đồ đường lưỡi bò hiện diện trong sách ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc, được sử dụng trong giảng dạy tại ít nhất 11 trường trung học phổ thông ở bang Victoria, Australia. Sau khi bị phát hiện, nhà sản xuất đã phải thu hồi số sách trên và đưa ra lời xin lỗi. Thậm chí vào tháng 3 năm 2020, lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 bùng nổ, trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Italia đăng hình vẽ cổ động tinh thần chống COVID-19, nhưng có cả phần bản đồ đường lưỡi bò ở Biển Đông.
Bức ảnh này chú thích là của nữ họa sĩ Aurora Canton, Italia. Tuy nhiên, sau các phản ứng của cộng đồng mạng Việt Nam và cả nhiều người trên thế giới phẫn nộ, nữ họa sĩ lên tiếng khẳng định mình không phải là tác giả của bức tranh cổ động. Việc Trung Quốc tuyên truyền bản đồ đường lưỡi bò phi pháp được các chuyên gia đánh giá như một phần trong tham vọng độc chiếm Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lồng ghép, cài cắm bản đồ phi pháp trên các nhãn hàng. Mới đây, thì Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ngày 3 tháng 4 đã đưa ra tuyên bố ngang ngược rằng đá ba đầu trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam nằm trong cái gọi là chuỗi đảo thuộc Trung Quốc sau khi điều hàng trăm tàu dân binh tới đây, bất chấp vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016, phản ứng của dư luận trên toàn thế giới, cách hành xử của Trung Quốc đi ngược lại với mọi lời hứa về hòa bình, hợp tác trong khu vực mà nước này đã nói và làm xói mòn lòng tin của các nước trong khu vực. VTC Now sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.